Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Atra nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ B của nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 4 của năm 2024, em sẽ được gửi tới anh em cũng như là cập nhật cho anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mitsubishi Atra này, để cho anh em nào đang quan tâm cũng như tìm hiểu và muốn sở hữu cái dòng xe Atra này sẽ có thể làm được. Hiện tại thì Mitsubishi Atra thuộc phân khúc B nhưng mà đang có cái mức giá rẻ như phân khúc A, như là rẻ như chiếc xe Kia Morning hoặc là chiếc xe Hyundai i10, đúng không ạ? Nhưng cái độ rộng rãi và cái cảm giác lái của dòng xe Mitsubishi Atra này vẫn được rất nhiều anh em quan tâm và lựa chọn. Với 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Atra MT, Atra CVT và phiên bản Atra Premium. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mitsubishi Atra MT. Bản này thì đang có mức giá là 380 triệu. Với cái mức ưu đãi của bên em thì đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 40 triệu, cũng như là tặng anh em một năm bảo hiểm thân vỏ và kèm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 414 triệu, trả góp thì đang là 115 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 407 triệu, trả góp thì đang là 108 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 389 triệu, trả góp thì đang là 94 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại cái bản MT này thì bên em cũng đang có rất là nhiều xe để sẵn giao cho anh em luôn, nên anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc, quyết đoán để lấy ngay tại thời điểm này anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Atra CVT phiên bản số tự động tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 465 triệu. Hiện tại cái chính sách ưu đãi của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 40 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình và một năm bảo hiểm thân vỏ nữa anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 503 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 494 triệu, trả góp thì đang là 131 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 475 triệu, trả góp thì đang là 113 triệu. Đó. Với cái bản CVT này thì cái chính sách ưu đãi cũng đang còn rất là tốt. Và khi anh em gọi điện cho em thì lúc đó em sẽ gửi cái bảng tùy nhân bánh chi tiết để anh em dễ hình dung hơn anh em nhé. Và cái bản này bên em vẫn có xe để giao luôn, anh em cứ cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mitsubishi Atra Premium. Bản này thì đang có mức giá là 490 triệu. Với cái chính sách của đại lý bên em thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 40 triệu, cũng như tặng anh em một năm bảo hiểm thân vỏ, kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 525 triệu, trả góp thì đang là 143 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 516 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 498 triệu, trả góp thì đang là 113 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như được cập nhật nhanh những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mitsubishi Atra ở cái thời điểm ngày 4 tháng 4 năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em nhé, để em hỗ trợ cũng như gửi cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.